mình sẽ đến với các bạn uh, một clip mới nói về uh, tín hiệu uh, balance và unbalance uh, cái cái chỗ uh, tín hiệu này nó cũng nhập nhằng một số uh, các bạn nhiều khi mình nắm không rõ nó đó rồi mình hiểu sai về nó hoặc là mình cứ nghĩ là cái tín hiệu ba chân thì nó sẽ hay hơn rồi nó sẽ mạnh hơn uh, thật ra là uh, hôm nay mình sẽ giải quyết vấn đề này à, nếu mà mình hiểu nó mình sẽ làm rất là tốt các bạn mình có chuẩn bị uh, cái hình uh, hình sẵn ở đây để mô tả về cái vấn đề cái đường đi của uh, của ba lan và in ba lan đó các bạn khi mà người ta kéo xa ra đó người ta kéo xa ví dụ như uh, các bạn làm sân khấu để ý cái vụ này nha ở nhà thì hệ thống RCA xe của mình dưới 3 mét kéo dây tín hiệu dưới 3 mét có nghĩa là theo tài liệu mình đọc đó là dưới 10 feet là tín hiệu uh, ví dụ như uh, kết nối giữa âm ly này qua kia khoảng 3 mét là rất là tốt rồi đảm bảo không vấn đề gì nếu mà thật ra là cái 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 hệ thống đó sạch sẽ không bị chất liệu dây dẫn không bị dắt thì nó rất là tốt các bạn nhưng trên sân khấu thì nó khác khi mà các bạn kéo dài ra đó kéo dài ra thì nó sẽ xảy ra rất là nhiều việc nhất là cái khả năng chống nhiễu của nó không còn nữa. Thứ hai nữa là nó sẽ sinh ra một tín hiệu được gọi là RFI. Tín hiệu đó nó giống như là cái tín hiệu của uh, của, của radio vậy đó. Có nghĩa là khi mà dòng điện chạy qua dây dẫn á, đó, đó thì nó sẽ có sinh ra một cái cái từ trường. Thì cái từ trường đó đó nó sẽ bắt được cái cái dạng một những cái hệ thống sóng radio xung quanh thì nó vô tình nó làm cho hệ thống của mình nó bị sôi hoặc nó nhiễu thật ra cái tiếng sôi nó nhiễu nó là một dạng âm thanh nổi bật nhưng mà mình không biết là nó nó nó, nó từ đâu và nó, nó như thế nào hết thì cái trung quy lại người ta cho nó rằng người người ta mới phát hiện nó ra là cái nhiễu đó là do hệ thống của những cái radio xung quanh rồi vậy thì bây giờ các bạn mới thấy nè là ở trên những cái mixer của mình ấy nó sẽ nó sẽ sản xuất ra những cái dạng mà balance hoặc là input balance để cho những cái thiết bị balance input vào à, hoặc ao là ao balance rồi vậy thì tại sao nó lại trong khi đó tín hiệu nó chỉ có một cái 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 cọc cái, cái, cái dương với là cọc mát vậy là ở đâu ra cái chân thứ ba ha à, đó người ta mới làm việc như thế này người ta mới copy cái tín hiệu đó ra và làm đảo pha nó lại Cái tín hiệu này được gọi là tín hiệu lỗi nè, cái tín hiệu là các bạn có thấy nó đảo pha ở dưới này nè. nè tín hiệu cái 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 tín hiệu đảo pha ở đây. Các bạn nhìn trên sơ đồ nè, rồi mình sẽ mở tấm hình đi lên ha. Người ta sẽ tạo ra một cái cái coach, cái dây 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 ngồi á à, đảo pha nó lại. Đó, thì cái này nó sẽ được tạo ra bởi đoạn mạch hoặc là tạo ra bởi những cái thiết bị mà nhà ấy người ta sẽ 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 sản xuất ở trong cái rì đó các bạn vì em á, thì người ta sản xuất nó ra à, các bạn lưu ý điều này nha rồi người sản xuất nó ra để người ta xử lý cái thằng uh, noise spike là xử lý cái này nè đây xử lý cái này đây thì uh, người ta mới cho nó chạy song song với thằng hot ở trên đây là tín hiệu chính của mình đó người ta mới đảo pha nó lại làm cho nó nghịch pha thì trong quá trình truyền từ thiết bị A qua thiết bị B thì cái dây tín hiệu này nó vẫn truyền bình thường thôi. Đó, truyền bình thường, truyền 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 hai cái pha nó nghịch nhau. Hai pha nghịch nhau thì lấy gì mà nghe tín hiệu nhưng mà thật ra thì tới đây mới là cái vấn đề nè. Tới chỗ dip, tới chỗ dip này mới quan trọng nè. Thì khi mà nó tới chỗ dip này á là cái pre của âm ly của mình á nó sẽ tự convert cái tín hiệu ở đây, cái tín hiệu của dây dây dây, dây lạnh nè. Ngược pha lại để đồng pha với cái 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 dây hot ở đây là cái dây dây, dây, dây tín hiệu của mình nó dây dương đó đấy dây dương đây nè thì nó mới làm cho nó nó đảo cái cái chiều tín hiệu lại inverse lại đó. tín hiệu mình đang đi tới đó nó đảo pha, đảo ngược lại thì khi mà đảo ngược lại á thì hai cái 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 này nó bị bị nghịch pha với nhau cái noise noise là nó bị nghịch pha lại với nhau thì nó bị triệt tiêu các bạn hiểu không nó bị triệt tiêu là ngay chỗ trong cái khoảng này nè đó thì á, những cái noi là gì có nghĩa là những tín hiệu mình đang đi bình thường với bộ nhạc đang quấn bát chép rất là hay tự nhiên sôi lên nó nó lòi ra một cái thằng nào đó là nó dương lên á nó dương thì nó dương cả hai phía luôn là nó nhiễu từ bên ngoài vào nó dương cả hai phía thì nó dương của hai phía luôn ví dụ dương ở đây lên nè à. từ đây nó dương lên nè à. Đó, nó dường lên thì mà nó đảo ngược lại nó đảo ngược lại đó, thì nó sẽ triệt tiêu và nó ra một cái sóng sóng tín hiệu tuyệt vời ra loa của mình rồi ha đó đó là cái nguyên lý đi của thằng balance rồi in balance thì các bạn đi đây đâu có thằng nào nó đảo pha tới đây nó trộn lại nó đâu nó nó đâu có cái 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 dây dây nguội để nó làm nghịch pha của cái chỗ chỗ cái này đâu ha chỗ cái âm ly của mình Thì thì thật ra là dẫn đến là cái nồi nó vẫn còn thì cả cái khi mà cái nồi nó đã vô âm ly rồi đó, thì nó khuếch đại lên ha các bạn lưu ý nha tín hiệu của mình nó nhỏ lắm nhưng mà khi nó được khuếch đại lên rồi đó, thì nó, các bạn nghe tiếng e tiếng sôi thì đó đó là cái cái quy trình đi của của balan và in balan đây ở đây người ta chuyển tín hiệu uh, balan của mình thành tín hiệu eo uh, nè các bạn in cái tín hiệu bà balan vô thì nó sẽ out thành tín hiệu balance Thì nó sẽ bao gồm các bạn để ra đây nè Nó GND là mát nè, hot, cool nè ha. Rồi mình sẽ thấy ở đây Nó sẽ dùng một cái đoạn mạch nó nó sẽ, sẽ tạo ra cái đó Để các bạn truyền đi cho nó thiệt là xa Nó đảm bảo tín hiệu Rồi cái sợi cáp thì cũng vậy Đó. Rồi các bạn thấy ở đây là cái tài liệu mình đọc á cái tài liệu mình đọc ở ở những cái trang ở trên nước ngoài á thì các bạn sẽ thấy ở đây là nó có đề rõ là 180 độ face à, tín hiệu nó được đảo ngược lại đó đó là nguyên tắc của nó Rồi. các bạn là nó là như vậy đó nó là, là tín hiệu ba và in ba là như vậy à, những cái cục di box đó các bạn à, mình cũng muốn nói về cái di luôn đây là cục DI nè. Mặt trước và mặt sau của nó nè. Rồi. Thì. Uh, nó sẽ giúp cho mình uh, gửi tín hiệu. Của, uh, đi xa. Ví dụ như từ trên sân khấu xuống bàn mixer. Mà nó cả, cả uh, mấy chục mét. Thì mình sẽ đảm bảo hơn, yên tâm hơn. Nó không phải làm âm thanh hay hơn đâu nha các bạn. Nó là mục đích cuối cùng. Để cho soundman và những kỹ thuật viên là những người làm âm thanh người ta có 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 nghĩa là người ta đã được có kiến thức về nó rồi và người ta sẽ chuẩn bị trước ấy để một chương trình mà nó không không ổn thì mình sẽ có nhưng mà thật ra sôi thì nó rất là nhiều nói về tài liệu sôi thì đọc rất là nhiều cái vui lắm nói về rồi. rồi chỉ có cái đó là chia sẻ với các bạn thôi. Uh... Ừ, thì uh, để mình làm cho nó đúng ở nhà